Thành hả gì đó tiểu thơ xinh đẹp. Hỏi nè mấy mẹ, sao nghệ sĩ lớn không ai mời đi hát, mấy bà nói tôi nghe coi. Chắc cười chết. Nghệ sĩ lớn không ai mời đi coi. Con phải ai đóng làm. Mọi người có nôn mà. Mọi người có nôn là mọi người có nôn là mọi người được coi phim không mọi người? Tôi đang nhắn tin cho anh đạo diễn. Tôi đang nhắn tin với đạo diễn mà mọi người, đạo diễn nào thì tôi sẽ xin dấu nha mọi người. Đạo diễn này sẽ rất là phù hợp với cái xíu. Bà nào mỏ hô thiệt là hô thì chuẩn bị nha, tôi sẽ mời nha. Hợp vai tiền ngáo nha, con mẹ Xuân là lên nói chuyện đạo màu. Tôi sẽ mời con mẹ Xuân tiếp tục cơ. Thôi chắc chết quá. Không, không phải Lý Hải. No no, một người rất là có kinh nghiệm. Bây giờ cái vai mà hô hô là khó nha, bây giờ là phải mẹ cắt tin nha. Phải casting nha, cái vai mà con hô đó khó lắm chứ không phải chơi đâu, phải casting nha. Ai mà có một hàm răng hô mà chìa ra như vậy là nhớ để dành nha. Có thể là sau khi đóng xong cái vai này đó, rồi là không cần làm cái gì ăn nha. Sau khi bảo đảm là cái vai mà nghe hô nè, rồi xích nè. Ve nè, toàn thể nghệ sĩ lớn là không cần làm gì cũng có ăn, hiểu không? Tất cả cái nhóm đó là không cần làm gì cũng có ăn. Tất cả những người đó là những người mà đóng ở trong cái vai đó là không cần làm gì cũng có ăn. Biết mấy mọi người biết ăn gì không? Ăn dép. Đi ra đường bị ăn dép. Nhập vai quá nên sẽ bị ăn dép nha. Một cái đám, bởi vì ta nói đừng có dành.
đừng có tham gia coi thôi rồi mà, chứ mà đi đóng một cái thôi là hả, là ít nhất là cũng là 36 tháng ăn dép. Ba mươi sáu tháng là bị ra đường là bị ăn dép không đó, khỏi làm gì trốn luôn đó. Phương Lê chưa có thể nào đâu, Phương Lê chưa có thể nào mà mình nói được hết mọi người. Nhưng mà mọi người không, cái thông tin này đây, cái thông tin mà Phương Lê sẽ làm phim về cuộc đời của bé Hồng Loan là chắc chắn Phương Lê sẽ làm. Nhưng mọi người sớm muộn gì Phương Lê cũng làm, và làm là vì mục đích là cho đã cái nư, chứ không phải vì mục đích kiếm tiền. Nếu có tiền thì càng tốt, có tiền là Phương Lê hứa Phương Lê sẽ làm một cái quỹ, một cái dự án, mà một cái dự án hẳn hoi luôn nha. Nghe, một cái dự án hẳn hoi luôn mà mang tên là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nha, và dán hình ở ổng ở chỗ đâu đó luôn. Một cái dự án mà phải nói là ai cũng sẽ biết luôn đó. Mọi người yên tâm, Phương Lê á mày chịu chơi lắm nha, chịu chơi nhưng mà chơi là trả nha, chứ không có chơi chịu nha. Nha, chịu chơi là trả chứ không có chơi chịu. Ok, ok la. Ok la, ok la. Ok la, ok la. Ok la, ok la. Ok la, ok la. Vừa nói chuyện mọi người mà vừa nhắn tin cho ảnh, mắc cười quá anh. Cái gì? Coi. Chị chấp nhận đánh đổi bị người khác cười, sao chị nói thương có nghệ sĩ chị cứ chùi dập người thân ruột thịt, chị nghĩ xem chú có ngậm cười siêu thoát. Em ơi, cái em gì nè? Quỳnh Ngọc Trinh gì nè? Ủa? Chị làm gì mà chùi dập em? Chị đâu có chùi dập gì đâu em. Chị vui chùi dập ở đâu? Nếu mà chị chùi dập thì bao nhiêu triệu người đâu có ai, đâu có ai tha cho chị đâu em. Chỉ có mình em mới thấy chị chùi dập thôi à. Chị không hề nói gì, chị không hề nói gì quá đáng nha. Chị không hề làm gì họ hết, ok. Tất cả những gì họ chịu là những cái, là cái nghiệp của họ, ok. Ơi. Mọi người thông cảm nha, tại vì nhắn tin với ảnh đó, nên không có dừng lại, cái anh đạo diễn đó, nên không có dừng lại, vừa nhắn tin vừa nói chuyện mọi người nha. Rất là ok la đó. Trời ơi trời, có vui. Thật ra là chú buồn từ lúc chú còn sống rồi em ơi. Chú có vui vẻ gì lúc còn sống đâu. Sống trong một ngôi nhà mà chú như là ông hoàng thượng, còn những người kia là hậu cung của chú, thì em nghĩ coi có sung sướng gì đâu.
vui vẻ gì đâu. Mà bây giờ bây giờ mà em nghĩ tới cái chuyện đó, thật ra em nghĩ tới cái chuyện đó thì em phải chạy qua bên kia đó. Em nói với họ là thôi, của con gái của chú thì cứ để cho con gái chú đi, đừng có giành, đừng có đòi, đừng có mong, đừng có múa, đừng có thưa, đừng có kiện gì tùm lum cho mất công. Cái điều đó là cái điều em nên làm nha. Ok, chuyện đó là chuyện em làm đúng nhất. Trời ơi, nếu mà thật sự á, mà muốn chú vui á, thì đã đẻ lúc chú còn sống là chú vui rồi. Lúc chú còn sống, chú có nhiều nỗi buồn vây kín lắm em nha. Cười quá à. Em ơi, chị họ không biết, chị không biết, chị chưa đâu em. Chị đã làm việc với nhiều mà, nhiều người mà.